giây phút hạnh phúc của gia đình mình với gia đình cháu Long Vi từ Mỹ qua. Thấy cả gia đình vui mà cái tuổi già mình cũng vui lắm. Tuổi già mình thì sống hết cho con cho cháu thôi. Mọi người đang đứng đây nhìn ngắm qua phía bên kia bờ, đó là USA. That's it, Buffalo. Sắp trở về nhà Long Vi. Bơi về thôi. Đây là các bạn. Đảnh cầu hôn rồi các bạn. Cặp đôi đang cầu hôn. Chàng trai đang cầu hôn người con gái. Ồ. Người gái đã nhận rồi các bạn ha. Đây là cái thao nhỏ du lịch ở Naira, vùng Naira nè các bạn. Nó không có lớn, nó không có những tòa biên đinh, nhưng mà nó rất đẹp. Du khách bên Mỹ và Canada thì cũng các nước là đến đây rất nhiều. Ở phía trước chúng ta cho thấy du khách rất là đông. Chúng ta đang đứng tại một ngã tư. Chủ nhật khách đến thăm Naira cũng là đông. Today not a Sunday, today is Saturday. There are more people everywhere come here to enjoy. Bakery, right here. Have a farmer, a tent, photo, and every farm. Tấp nập người hả các bạn ha. Đông quá các bạn ha, đông quá. Vô trong đây quá gì sai. Mấy đứa nhỏ đòi mua kẹo. Tụi nhỏ là vậy, ở nhà để nhóc mà cứ gặp là đòi mua kẹo. Đây mấy đứa nít vô đây mê lắm. Thành phố đẹp hả các bạn ha, nó không quá lớn, nó tạo cái nét duyên của nó, nét duyên của nó rất là dễ thương. Nhỏ giờ không chịu rời khỏi cửa hàng kẹo này. Bucket is very full, Mia. Đằng trước có một chiếc xe ngựa các bạn ơi. Đằng trước có một chiếc xe ngựa. Wow, đẹp ha. Free các bạn. Free. Mọi người thì rất đông các bạn. A little friend shop. Victory Gallery. Còn hát rồi các bạn. Chắc đi coi Soleil tối quá. Vườn nho bạc ngàn, cái đường của mình đi đó các bạn, vườn nho bạc ngàn. For
halibut house, fish and chip. We get lunch today. Bây giờ bọn trẻ đã quấn quýt với nhau rồi. Mia nó đã không ngồi chung với ba mẹ, xe ba mẹ nó nữa mà nó qua bên xe bên này nó ngồi chung với lại Bianca. Đi xa bỏ hai dòng già lại rồi.